Rồi chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Da Chai nha các bạn. Thì hôm nay cái hàng khuyến mãi mình nó về á các bạn. Thì mình chào hàng với các bạn anh em gần xa ha. Thì bên đây mình bán là đồ điện gia dụng là để phụ tùng để cho anh em thay thế quạt, bàn ủi, nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc các loại. Thì bên đây là mình bán phụ tùng để thay sửa, thay thế đó anh em. Thì anh em nào mua thì ủng hộ mình, nhưng mà cái này là cái hàng khuyến mãi nó về á, là cái hàng khuyến mãi lớn anh em. Thì ở đây á, mình có về tổng cộng á, làm 15 cái máy xay thịt. Máy này máy lớn anh em, thì những cái máy mình đã gói rồi hết rồi. Mình gói là gói có cái này nè anh em, về mình kiểm tra từng cái máy mình gói kỹ hết 15 cái máy xay thịt nha anh em, 2 lít nha. Cái này là mình tặng nha anh em, mình tặng cho anh em những đơn hàng, anh em mua những đơn hàng lớn nha. Bây giờ những đơn hàng nhỏ là mình qua cái đợt mình không có tặng nữa. Thì mình sẽ gọc một cái ra cho anh em xem đó. Thì mỗi một cái máy như vậy đó là mình mua là gần 200 ngàn đó anh em. Inox nha, cái máy xay thịt này mình mua gần 200 ngàn để mình hy sinh, mình xé ra một cái bọc này để cho anh em xem đó. Anh em mua từ 2 triệu lấy lên mình mới tặng nha anh em đó. Một cái máy như vậy là mình sẽ tặng cho anh em đó, máy xay thịt nha đó. Có nó mỗi cái máy nó đều nó có cái con dao nào để lua 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 đồ anh em đó. Trong mỗi một cây dao là mình đã gắn sẵn hết trên những cái miếng mủ nè, thì về anh em xài anh em lấy ra ha đó. Mình anh em gon thì mình đút vô thẳng hết những cái đồ là mình lấy vô sẵn hết đó. Một cái hộp gì nè, anh em mua đơn từ 2 triệu lấy lên, cái đơn hàng á từ 2 triệu lấy lên nha anh em. 2 triệu lấy lên mình sẽ tặng cho anh em một cái máy này, anh em về anh em xài đó. Còn dưới 2 triệu là mình không có tặng nha, dưới 2 triệu là nói chung là mình không tặng nha, tại vì cái này nó mắc quá anh em. Mình tặng cho những anh em đơn hàng lớn thôi, chứ dưới 2 triệu mình tặng nữa mình lỗ anh em. Đây nè anh em, thì cái máy nó như gì đây, hàng chất lượng luôn nha, hàng mới trên chăm chăm luôn. Tổng cộng là 15 cái, anh em cứ mua chừng nào hết thì thôi nè. Hai nó hai chế độ anh em, máy xay thịt đa năng, xay thịt rau củ quả đồ tất cả luôn, inox 304 luôn đó. Ở dưới đây là nó có một miếng gon cao su nè, thấy không đó. Mình tặng cho anh em mỗi một người đó là một cái máy, là anh em mua đủ đơn hàng đủ số lượng là 2 triệu nha anh em, lấy lên nha mình sẽ tặng nha. Còn dưới 2 triệu là mình không có tặng nha anh em, một cái máy xay thịt. Cái này mình không có bán nha, không bán mà cũng không chia lại nữa nha. Nói chung ra là mình không bán, mình không chia luôn, tại vì cái này là mua để tặng thôi ha, mua để tặng cho anh em có của anh em xài ha, không bán mà không chia nha. Anh em muốn mua thì anh em tự mua xài nói trước. Thì mình ở An Giang Long Xuyên nha anh em đó. Thì bên đây là dây điện, đầu tiên là để mình chào hàng nha. Dây điện 3 3m8 nè, 3m mỗi một cọng như vậy là 3m nha anh em. 3m giá 30 ngàn, dây phan, dây điện xài phan này. Còn dây điện quạt này á, là loại 3m này á, là chu nhôm 90 ngàn một chục cọng, một cọng 9 ngàn, còn này cộng 30 ngàn nha anh em đó. Mình kêu từ món đồ mình sẽ để qua cho nó gọn anh em, cái chỗ của mình nó chặt dữ lắm, mình tính làm ra cho nó rộng nhưng mà mình chưa có rảnh mình làm anh em. Rồi cái tiếp á, là bên đây đế gác mỏ hàng. Đế gác mỏ hàng này là mình bấy lâu nay mình giới thiệu anh em cũng biết rồi, một đế gác mỏ hàng này là anh em gác từ cái mỏ hàng đây là mình bán mỏ hàng 60W ha, gác từ mỏ hàng 40W, 60W, 80W đến 150W luôn là anh em gác vô đây thoải mái. Tại vì cái đế này nó rất là nặng, cái hậu nó rất là sâu như cái chén vậy đó. Anh em để chì hàng nhựa thông rồi vô đây hết sảy, một cái đế nó tới 350 gram, một đế như vậy, đế gác mỏ hàng như vậy là 45 ngàn đế nha anh em. Những anh em nào vô mua hàng á, đừng có hỏi nữa nha, tại vì nói chung ra anh em xem cái giá mình bán ở trên đây là giá nào là mình bán giá đó đó. Còn cái số liên hệ để mua hàng của mình á là mình để ở dưới cái tựa đề, anh em muốn mua cái món gì thì cứ nói đi, mình không bao giờ mình bán mình kê đơn sai tầm bậy tầm bạ. Mình mà ví dụ mình bán cái này 45 ngàn là mình bán 45 ngàn cây mỏ hàng ha, hoặc là
dây điện ha, là ổ thái, mình bán giá nào là mình nói trên đây là mình bán giá đó. Nhưng mà anh em phải tự chịu tiền phí ship nha. Đơn từ 1 triệu lấy lên mình sẽ bao phí ship, dưới 1 triệu thì anh em tự chịu đó. Còn anh em mua đơn từ 2 triệu lấy lên thì mình sẽ tặng cho anh em một cái máy xay thịt này, và mình sẽ bao phí ship cho anh em luôn. Mình nói là uy tín hết thì thôi nha anh em. Mình có tổng cộng là 15 cái, mình tặng chắc nếu mà anh em mà chịu mua chừng vài ngày là hết à. Đây, cái đế mỏ hàng này là 45.000. Còn bánh chì này là 100 cà gam, nó 120.000. Còn cây mỏ hàng 60W, mỏ hàng ngâm này á. Rồi, mình nói cho anh em biết nha, những anh em về không biết cái xài á, thì ghim lên thấy nó, ghim lên hồi thấy nó lên khói hơi á, thì anh em đừng có sợ, tại vì nó sẽ đốt cái amen nhân nằm trong đây. Nó lên khói là hơi là hồi nó hết à. Nó anh em cứ yên tâm mà xài nha, cây nào mới cũng vậy hết. Mỏ hàng mới thì nó nung lên là có khói nghe anh em. Rồi nó qua cái khói đó là nó hết nha. Mỏ hàng này là 60W nha anh em. Một cây 55.000. Còn con chì này là 120.000, là 100 gram nha anh em. Chì nhẹ lửa. Đó. Chì nhẹ lửa nha anh em, mua những món hàng mình quảng cáo bên đây anh em mua bao nhiêu cũng có nha. Còn cây hút chì này là dạng tầm trung thôi, là 60.000 một cây ha. Đó, 60.000 một cây. Còn ở dưới đây á, là sơ mi với bạc đạn nha anh em. Đây là sơ mi nhôm, một chục giá 100.000. Sơ mi này là xài cho bạc đạn 608 nha anh em. Anh em đừng có vô hỏi là sơ mi bao nhiêu, sơ mi nhôm bao nhiêu, bạc đạn bao nhiêu, mình đã nói trên đây rồi. Đó, nói rồi còn vô còn hỏi sao, mình thấy nó nhiều cái nó mình không biết đường mình trả lời luôn á. Tại vì mình bán hồi nào về giá nào là giá đó à. Còn bạc sơ mi nhơ, sơ mi cao su này là 80.000 một chục. Cũng 608 luôn nha anh em. Đây mình bán toàn bộ là 608, không bạc đạn 608 là một cây này là 120.000. Bạc đạn KIK ga băng ha. Bạc đạn nó là cái gì nè anh em? Bạc đạn 608. Nó để đóng cho sơ mi này nè và sơ mi này luôn ha. Một loại bạc đạn và sơ mi để đóng chế quạt đó anh em. Anh em nào biết chế thì tự mua về làm ha. Sơ mi cao su này là anh em phải tốn ống 3-4 bình minh về anh em kẹp vô, anh em cắt ra mới làm được nha. Còn sơ mi nhôm này á, về anh em đóng cái này vô trước, đóng bạc đạn vô trước. Rồi anh em đặt vô cái nòng, thấy mà nó nào còn nằm ở trên, anh em phải mài đều xuống dưới nè. Vũa đều xuống dưới, còn mấy anh em xuất bằng máy mài nó mau hơn, xuất cái một à. Cái bập xuống còn nữa là anh em đóng xuống là nó vừa ok ha. Sơ mi nhôm này là 100, còn sơ mi cao su này chục 80.000, bạc đạn là một cây một chục. Một cây gì là một chục nè. Một hộp gì là một chục cái nè. 120.000 nha. Anh em mua anh em phải chịu tiền phí ship nha. Đó, đâu đó rõ ràng. Nói chung ra ý mà mình nói như vậy đó ha, mà nhiều anh em cô chú còn hỏi nữa, mình cũng phải trả lời thôi chứ sao giờ, mình làm ăn mà. Đó. Còn bên đây á, mình kêu những món nằm trên nha các bạn. Bên đây là phá lồng nhôm. Một cái như vậy là giá 7.000 nè, bằng nhôm nha. Giữ cái gỗ, đừng có cho nó sụp xuống để gãy cái cánh đó anh em. Phá lồng nhôm là một cái 7.000, một chục cái 70.000. Còn phá cánh găng thao si này á, phá này dặn ngược nha, mình bán một loại này không 20.000 một chục ha. Còn cái phá lồng mũ, mà phá lồng mũ trắng mình bán á, là cái giá nó là 25.000 chục nha. Phá lồng mũ trắng mình đằng kia rồi, để lát mình giới thiệu tới. Rồi bên đây á, là con chở đèn nhang anh em. Con chở đèn nhang một bịch như vậy á, là đèn báo nha, các loại đồ nha anh em. Đó, một con chở và một cái đèn nhang. Con chở mình đi thẳng một chân ra, mình câu thẳng, nói thẳng tiếp thẳng chân ra là ghim thẳng 220 luôn. Một bịch như vậy á, là 10 con chở và 14 đèn nhang, bịch 20.000 đồng. Nha, bịch 20.000. Anh em mua bao nhiêu cũng có nha. Những mặt hàng mình giới thiệu bên đây anh em mua bao nhiêu cũng có nha. Cứ ghi đơn, mình có Zalo đó, số điện thoại liên hệ mình nằm ở dưới tựa đề ha. Có cái có, anh em có ghi đơn chụp gửi qua Zalo cho mình ha. Chừng nào mình ok á là mình sẽ ghi đơn, còn mình không dám coi liền. Nếu mà mình coi liền á là đơn nó sẽ bị chìm xuống dưới á, Zalo nó chìm nó mất á luôn á, mình không có ghi được cho anh em nha. Anh em thông cảm nha. Anh em cứ chụp gửi qua bên đó đi, Zalo cho mình đi. Mình chừng nào mình ok là mình ghi đơn, mình chụp cộng lại cho anh em xem, anh em nhìn giá cả mình ghi mình cộng như thế nào, rồi anh em ok mình mới gửi hàng nha anh em. Chứ mình không có bán dạng mà anh em ghi thảy qua các đồ của mình gửi tào lao đâu, không dám đâu. Đó. Bên đây là cầu chì nồi cơm, cầu chì sứ nha anh em. Cầu chì sứ này là 20 ampe một cái nha.
đó, gâu dài nè anh em, xài tất cả các loại đồ luôn nha. Nó tuy nó cầu chì nồi cơm nha, nhưng mà anh em thay cầu chì máy này máy nọ xài cũng được bình thường nha anh em. Nó 20 ampe xài cũng ngon lắm nha anh em, chất lượng nha, cầu chì sứ nha, 30.000 một chục ha. Còn bên đây á, là gút nha anh em, đó, dây gút 1 tấc rưỡi và 2 tấc, 1 tấc rưỡi này là bịch 10.000 ha, dây gút 2 tấc này là bịch 15.000 đó. Mình bán hai loại này không à, loại khác mình không có bán đó. Còn bên đây là hộp vít Kabushi nha anh em, vít hộp Kabushi một hộp là 80.000 anh em, một hộp có 6 cây đầy đủ luôn. Nó trong cái hộp gì nè anh em, về anh em xài anh em đợi là ha. Vít này là vít Nhật nha anh em, vít Nhật tuy nó nhỏ cho nó dặn những món đồ lớn lớn chung chung, những hộp điện này nọ ha, hoặc là những máy sinh tố ha, những cái máy nhặt ha. Nó có bông mai ha, nó có cả bốn ke, mình kêu là 3 ke đó. Đây là cây này là mình kêu 3 ke đúng không, còn cây này là đúng là 3 ke thiệt luôn nè. 3 ke là nó chỉ có 3 cạnh thôi đó anh em, rồi đằng sau nó có 2 cạnh nữa nè. Thấy không, rồi mình lấy cho anh em xem một bộ như vậy á, là 6 cây nha, là 12 đầu, là giá 80.000 anh em. Đó, anh em mua về anh em phải chịu tiền phí ship. Đây, thấy không, đây bông mai đồ lớn nhỏ đồ đầy đủ nha, từ lớn tới nhỏ luôn. Vít này gắt luyện kim rất là cứng luôn, anh em nên có một bộ anh em xài, thấy nhỏ vậy đó anh em dặn vô những cái lỗ vít nhặt đó là nó sẽ nhỏ, cái lỗ nó nhỏ anh em mới bỏ vô anh em dặn vừa ha. Một bộ 6 đầu 12 cây, một hộp gì là 80.000. Còn bên đây á, anh em mua bao nhiêu cũng có nha, thấy mình giới thiệu vài hộp chứ một đống kìa, tại mình cũng moi ra nha anh em, nhiều lắm anh em, nhiều lắm. Còn mà bắp chuối quạt, cái này mình kêu bắp chuối nha anh em, cái đoạn đứng á, cái đoạn đứng lở á, cái đoạn đứng B4 và B5 á, anh em cứ thay cái loại này cho mình. Một cái bắp chuối như vậy là giá 30.000 nha, không có ốc nha, cho nó chỉ có tem thôi, nó chỉ có miếng tem này vậy anh em dán vô nha, miếng tem của nó thôi đó. Một cái như vậy là 30.000 nha anh em đó. Cái xài nó dặn dặn số nằm đằng sau lưng nè đó. Bắp chuối này xài cho B4 B5 thoải mái. Còn cái bộ lưỡi dao điêu khắc này á thì nó có gồm có 3 lưỡi nha anh em, 3 cây nha, 3 cây này anh em dặn ra cái thanh này, anh em dặn ra nha, anh em dặn tay ra nó nhả ra, các đầu anh em rút cái lưỡi dao ra, cái anh em cắm lưỡi khác vô, rồi về cái anh em mở cái này ra là nguyên cái hộp nè anh em, cái này là cái hộp nè, anh em bóp lại ha, anh em úp lại là nó thành một cái hộp nha anh em, gài luôn đó. Ở đây là nó có một cái miếng hít đó anh em, nó hít sẵn trong đây 10 lưỡi dao nè đó. Dao này là dao điêu khắc nha anh em, một hộp như vậy là 70.000 nha, có 3 đầu nha anh em, làm dao gọc dao gì thoải mái nha, một hộp 70.000 nha. Mình có số lượng có nhiêu nè đó, có số lượng còn đâu có cái chục hộp thôi, mình không lấy bán nữa nha anh em, tranh thủ mua. Thì cái mặt hàng mình tặng đó, mình nói đó thì anh em cứ ấy ha. Còn bên đây á là công tắc nồi cơm đó, mình làm biến dồn hàng vậy anh em ơi, anh em muốn lấy là có liền, lấy là có. Công tắc nồi cơm này là một chục giá 90 nha anh em, công tắc cỡ này nó mắc nha anh em. Còn gù đảo này là một chục giá 30 nha, gù đảo xài cho motor đảo, xài cho motor đảo điện này nè anh em, có một chục giá 30. Còn bên đây á, là cốt bạc, cốt bạc này là cốt bạc lỗ đa năng nha, B4 nè, nó xài cho B4 B3 B4, B3 đồ đầy đủ nghe, hoặc treo hoặc đứng hoặc bàn đồ đều xài một loại cốt này anh em. Hoặc treo tường, hoặc đứng, hoặc bàn, hoặc lớn, hoặc B3, hoặc B4, hoặc đứng cao, hoặc đứng thấp đồ là xài một loại này là thông dụng nhất. Xem cô cũng xài được luôn, nó xài vừa có chột mà nó vừa có phe luôn. Một bộ như vậy là 10.000. Một chục bộ là 100.000 nha. Còn cây cốt B5 á, cốt bạc B5 là nó dài hơn. B5 là cây quạt lớn hơn chút xíu, nó dài hơn. Cốt bạc B5 như vậy là một bộ gì là 11.000, một chục bộ là 101 nha anh em. Đó, anh em mua thì bao nhiêu thì cứ nói mình ha. Rồi kế tiếp á, là bên đây là ổ cái nâu nha anh em. Đây, ổ cái nâu mình còn ổ trái trắng luôn nha anh em. Ổ cái nâu này là loại xịn nhất trong các loại ổ cái. Nó vừa chống nóng mà nó vừa chống cháy. Nha. Nó không cháy nha anh em, nó loại này là nó loại này nó làm bằng cái chất liệu amanhang gì mũ amanhang cao độ đó anh em đó, nên thành thử ra cái mũ chết đó nên rất là ngon. Một cái ổ cái như vậy đó là nó chống gò gỉ luôn,
nó bằng đồng hết, toàn bộ đồng dày luôn. Anh em ghim vô thay tất cả nồi cơm, ấm siêu tốc, bình thủy điện, là các loại đồ, nồi áp suất, đồ đầy đủ luôn. Một cái ổ cái như vậy là giá 10.000, một chục là 100.000. Ổ cái này là tốt nhất luôn trên thị trường luôn anh em đó. Tốt, có thể tốt hơn ở trong cái nồi mình đang xài luôn đó anh em, mình không phải nói xạo đâu. Cái 10.000 chục trăm nha. Còn bên đây là cái motor 12V xài bình để anh em chế quạt nha anh em đó. Anh em thay cho mấy cái motor quạt bình đó anh em. Motor quạt bình nó bán trên thị trường để anh em vô đồng sâu đồng xa anh em xài á, là cái motor đó là anh em mua motor này anh em tự thay vô, nó xài cái cốt quạt y gan cái cốt quạt mình luôn, xài cánh quạt mình luôn anh em đó. Nó có cái lằn trẻ này ha, nó tháp sẵn gì một cái motor quạt bình 12V này á. Ví dụ như anh em không có làm gì thì anh em về anh em bọc lên trên gì nè đó, anh em xài cánh quạt của mình, anh em quạt cũng được, kẹp quạt cũng được nha. Đó, một cái như vậy chạy bình 12V nghe, không cần biết cái bình 12V của anh em á, xài bình 70A hay là bình 12A, 15A gì, 25A gì. Nhưng mà anh em cứ để vô đúng, nó có nghịch chiều thì nó chạy ngược nha anh em, nghịch chiều nó chạy ngược, nó không có đổi nha, không ảnh hưởng nha. Ví dụ như anh em để đúng cọc cộng trừ thì nó sẽ chạy xuôi ở lại mát xuống, thì anh em cứ xài. Một cái như vậy là 55.000. 55.000 cái motor 12V xài bình nha. Motor quạt bình, anh em nói motor quạt bình đi 55.000. Còn bên đây là motor đảo nha anh em, motor đảo nha, motor đảo điện. Này nó vô thẳng điện 220 luôn. Đó, hai cái dây này là nó vô thẳng hai điện 220 của mình luôn nha. Nó chạy tua chậm nha, để cho anh em thay đèn hào quang Phật nè ha. Mấy có lỗ này là thay đèn hào quang Phật được nè, thay quạt được luôn nè. Nó là thay quạt nha anh em, thay quạt và đèn hào quang Phật được hết trơn. Tất cả các món đồ nào mà có xài motor đảo này, nó xài cho mấy phân bên quạt nước đá nữa anh em, nó cũng nó luôn, xài thông dụng tất cả các món đồ đó là motor đảo này. Một cái 23.000, một chục cái 230.000. Bên đây mình bán giá thợ nha anh em, anh em mua dưới 1 triệu thì anh em phải chịu tiền phí ship nha. Ví dụ 950.000 mình cũng không bao phí ship nữa, mình nói thiệt luôn. Còn 1 triệu anh em mua từ 1 triệu lấy lên thì từ 1 triệu thì là mình bao phí ship rồi đó. Anh em cứ yên tâm, 70-80.000 mình vẫn bao ha. Nói đâu ra đó đàng hoàng quân tử. Còn bên đây là nút bấm số 4 nha anh em. Nút bấm này mình kêu nó 4 nút nè. Nó 4 nút mình kêu nút bấm số 4. Nút bấm số 4 này là một chục giá 90 nha anh em. Nó xài phím nha, nó lên giá mình lên giá. Nút bấm số 5 này là một chục 101 nha, xài phím luôn, toàn bộ là phím không, chứ không phải là bằng mũ nha anh em. Anh em muốn rẻ thì anh em muốn lấy mũ thì mình sẽ lấy giao cho anh em ha. Nếu mà anh em lấy cái loại này mà bằng mũ á thì mình sẽ giao cho anh em giá 70 một chục. Còn muốn đồ tốt thì nó mình. Còn bên đây là kẹp bình nha anh em, đây là kẹp siêu khủng luôn. Cái kẹp này là kêu bộ cặp kẹp đại nè anh em. Kẹp đại này là giá 60.000. 60.000 cặp. Này nó kẹp được bình 200A đồ luôn nha anh em. 200A đồ lấy lên luôn nha. Cặp kẹp bình xe máy cài đồ luôn nha anh em. Thì nói chung ra cái này là anh em làm cái kẹp mát được luôn. Anh em muốn làm kẹp mát thì dễ ẹt ha. Đây là nó có cái lỗ nè anh em. Anh em thấy cái lỗ không? Chơi con ốc vô. Đó, hoặc là hàng. Không ấy mình để vô đây nè, mình bóp lại thấy không? cái dây mát máy hàng đó, máy hàng của mình đó, mình chơi cái kẹp này hết sảy. Nó có bán kẹp mát máy hàng luôn, để nữa mình mua cái dạng kẹp mát máy hàng bán luôn cho anh em đó. Một cặp như vậy là giá 50.000, ấy 60.000, với 60.000 anh em, lộn 60.000 cặp nha, nó lộn. Còn cái cặp kẹp này á là nó 20.000 anh em. Này kẹp mã đồng hết toàn bộ nha đó. Cặp kẹp nhỏ này là bình 12 nhỏ này là kẹp nhỏ nhất nè, là kẹp xài bình 12 của mình đó, là kẹp này á, là 20.000 một cặp. Còn kẹp chung lớn á, đâu rồi, đâu hết rồi. Kẹp này á, kẹp này lớn hơn tí nè nghe anh em, kẹp này kẹp lớn nè đó, kẹp lớn á, kẹp chung nè, kẹp chung này là 25.000 cặp. Còn kẹp này á, là một cặp nó là 20.000, còn cái này là một cặp 60.000 kẹp đại ha. Còn bên đây là núm nắp nồi cơm nha anh em, núm nắp nồi cơm thay cho tất cả nắp nồi. Một cái núm nắp như vậy là giá 15.000. Một chục núm là 150 nha anh em. Có giá trên nha anh em, không có bán giá tầm 7 nha. Còn bên đây là gúng nồi cơm điện 145, có chỉ số 145. Đây, có chỉ số 145 nha, chân vàng nha anh em. Gúng này nó nổi tiếng từ nào giờ.
chất liệu si toan trì, nên thành thử ra là anh em xài nó lâu xét hơn các loại gúng khác, mà nó chất lượng cái độ hít của nó là xài nấu thay vô 10 cái lụm hết 10 cái là chín cơm an toàn luôn đó. Gúng 145 nha, mình kêu là nó có chỉ số 145, là giá 10 cái là 140, bán hồi nào giờ không lên công suất. Còn gúng sáp này cũng vậy, 10 cái 140 đó. Hai hàng này nó đồng giá nha anh em, nó đồng giá, gúng đồng giá. Còn bên đây á anh em, bên đây là đầu mỏ hàng nha anh em, đầu mỏ hàng đồng nha anh em, bằng đồng luôn nha anh em, chứ không phải bằng sắt nha. Anh em xài những đầu mỏ hàng bằng sắt ra sắt chì đó là nó không có ăn chì nha. Anh em mua đầu mỏ hàng này là anh em thay vô là xài chất lượng luôn, đầu mỏ hàng bằng đồng thau. Hàng rất là ăn đồng mà không mòn, chống mòn cao luôn anh em. Đó, một đầu như vậy là giá 15.000 anh em. Đầu mỏ hàng 60W. Này có thể 40W anh em thay vô vẫn vừa luôn nha anh em. 40W 60W đồng thứ luôn á. Bây giờ nó có loại này là loại thay 60W là nhiều quá anh em. Anh em mua 40W vẫn thay vô được nha. 60W 80W rồi đó, anh em thay mấy cái này vô thì dặn vô nó vẫn nóng bình thường, chất lượng. Đầu mỏ hàng là 15.000 đồng. Anh em mua bao nhiêu cũng có nha. Này hàng rất là nhiều luôn nè. Một đầu 15.000 nha. Anh em mua dự trữ để dành mình thay mình xài nha. Còn bên đây á anh em, bên đây là ổ cắm Thái Lan nha. Cái này đáng lẽ này nó cao lắm anh em, mình bán nó nhít á. Để nó nói báo giá cho mình đó là đợt sau á, cái này là mình sẽ lên giá nha anh em. Cái này đợt sau á là mình lên giá 50.000 ổ á. Cái này đợt sau 50.000 nha. Đợt này á là mình kêu á là trong cái clip này á, anh em để ý nha. Cái clip bao nhiêu ngày á, mình quảng cáo cái clip này bao nhiêu ngày, đợt sau là cái này là lên 50.000 anh em. Trong vòng 3 ngày nữa là nó ra cái đợt sau nha, là mình sẽ lên giá 50.000 ổ nha anh em. Thôi đợt sau mình quay video đợt sau đi là mình sẽ báo giá 50.000. Còn trong chưa quay là anh em cứ mua đi, mình bán 40.000 nha. Ổ Thái Lan 3 ghim nha. Anh em tranh thủ mua nha. Đó, mình còn mớ vài chục cái á. Ổ Thái Lan 3 lỗ ghim. Này là cái bọc nó làm bọc sữa anh em, mình không thấy ở trong nha. Mình xé cái uổng quá rồi, anh em về anh em xài, anh em bẻ cái này ra chút xíu nè, anh em máng anh em xài thoải mái. Ổ này á, ổ ghim Thái Lan này á là nó làm ba lỗ xa để cho mình ghim rất là thông thường đó. Ổ cắm này nó chịu tải đồ luôn nha anh em. Còn ổ này là 40.000 ổ nha. Ổ cắm dài 40.000, còn ổ cắm vuông này á là nó giá 60.000 ổ nha anh em. Đó, về á anh em mở cái ốc ra là thấy cái này nó rớt ra nè. Đó, cái này nó có cái khớp nha. Về anh em chỉ cần anh em khoan cái mở ốc, anh em phét chỗ này nè. Anh em phét chỗ này ra, anh em đút cục dây vô ha. Mình bán ổ cắm Thái này và hai loại này là ổ cắm Thái Lan không anh em. Hàng Thái Lan thật sự luôn, chất lượng Thái Lan luôn anh em. Anh em dùm nè, chữ là chữ trắng nè, Thái Lan nè, thấy không? Đó. Một ổ cắm này vuông này là 60.000 ổ, ổ dài này là 40.000 ha. Mình bán kèm thêm với dây điện 5m với dây điện 10m nha anh em, cho anh em xài. Đó. Mình bán kèm thêm mấy cái loại dây đó để cho anh em xài nha anh em. Đó. Chứ không phải là gì. Mình bán rất là chạy luôn cái hàng Thái á. Để mình dọn cho chỗ nó rộng ra anh em ơi. Rồi kêu tiếp. Rồi kế tiếp á là đây là cái bộ ốp bạc đạn nha anh em. Bộ ốp bạc đạn một bộ như vậy nó ép sẵn nè. Đó như mình nãy mình bán sơ mi bạc đạn đó. Cái này là bạc đạn 608 nha anh em. Một bộ như vậy á là giá 55.000. Cái trước và cái sau như vậy nó ép bạc đạn sẵn như vậy nè. Đây nè, mình nói nè, có cái chú kia ổng mua đồ của mình á. Ổng mua hai bộ ốp này nè. Ổng đang trả hàng mà hàng chưa về tới nhà mình nữa nè. Hiện giờ chưa về tới luôn, mình nói luôn. Bộ ốp bạc đạn như vậy là mình bán một bộ gì 55.000 nè. Ổng mua của mình hai bộ mà ổng không nhận hàng. Là tại sao? Ổng nói không có cái tì làm sao mà ổng gắn, ổng nói bán là phải có luôn tì cho ổng. Tì thì mình bán riêng mà ổng không nói trước. Đây nè, một bộ như vậy nè. Ổng không có cái tì này nè anh em. Đó, ổng không nhận hàng, ổng nói trên trụi gì sao ổng gắn được. Đó. Thì giao hàng bộ 55.000 anh em. Vậy thì mình cởi cái tì quạt của mình nhà mình gắn qua, mình thay qua đã, thay chế bạc đạn mà. Chấp nhận mua thì chấp nhận chịu, mình bán bình thường. Nhiều người nó bán hàng nhiều cái lý do mình không hiểu anh em ơi. Mình cũng phải đành chịu thôi, chú bác người ta gửi hàng về người ta không chịu nhận thì mình cũng chịu thôi, sao giờ. Rồi bên đây á, bây giờ là bên đây là hai bộ điều tóc nè anh em.
Đây là cái mạch cảng chứ không phải là điều tốc nha. Mạch cảng này nó xài cho máy mài cầm tay, máy khoan cầm tay của nghĩa địa 110. Một cái mạch cảng như vậy nè, có ông anh mối anh lấy nhiều lắm nha, anh lấy nhiều lắm, lấy tới mấy chục cái rồi. Anh có xài đồ về đồ nghĩa địa đó, anh lấy mấy chục cái rồi. Anh em muốn lấy số lượng bao nhiêu cũng có nha, ở đây mình có nha, cái hàng này mình có nha. Một cái như vậy là mình bán giá 65.000 anh em. Mạch cảng 1.000W. Cảng xài cho cái này là anh em xài cho máy phan máy mài cầm tay nha anh em. Máy phan máy mài cầm tay nha, anh em xài cho món khác mà có dòng điện là không, anh em xài không được nha, động cơ chổi than nha. Xài để anh em gắn vô mấy cái phan mài mà xài điện 110 đó, mình gắn vô mình xài thẳng 220 là mình cua một bên một đường dây. Nó ra điện 220 mình nó ra một đường hai đường dây gì nè, cái chu ghim mình, cái dây ghim của mình với điện mình đó, mình cắt ra một cộng thôi, mình cắt làm hai. Cắt làm hai là nó ra hai đầu đúng không? Cái chuôi nằm ở dưới hai ngón đầu hai ngón tay mình thì cắt ra làm hai, thì mình lấy hai cộng này nè mình nối vô, cắt ra làm hai ngay ngón tay mình chỉ nè đó, cắt cái đây nè, cắt chỗ này một cộng thôi là hai cái đầu cắt này mình nối vô hai cái đầu này đó, mình để lên gần cán mình giấu ha. Nhiều anh em hỏi mình không biết được sao mình giải diễn tả cho anh em dễ hiểu nhất. Mạch cảng 110 giá 65.000 một cái. Anh em mua anh em phải nhớ kỹ nha, anh em phải chịu tiền phí ship nha. Cái tiền hàng á, là mình ghi trên cái hộp hàng, còn cái tiền phí ship tới bên giao hàng nó sẽ cộng với anh em đó. Còn bên đây là bo điều tốc 220 2000W, 220 2000W nha. Anh em về anh em cứ xài có khoảng 1000 1500 lão lợi được rồi, tại vì nói chung ra là 2000W là nó dư, tại vì anh em xài cho mấy cái phan mài cầm tay đó. Đây là hai ngõ vô nè nha anh em, ngay ngón tay cái mình là hai đằng này là hai đằng vô nè, đây là một nè, hai nè là vô, thấy không? Ở đây ba gần cái nút á là hai, thằng này là hai thằng điện ga này, ga ổ nè, ga ổ cắm để mình câu dài, ga ổ cắm đằng mình ghim mình xài đó. Điều tốc cho máy khoan máy mài nghe điện 220 nghe, điều tốc là anh em dặn chậm lẹ được, anh em mua cái hộp anh em tự em chế vô, anh em kiếm cái hộp gì đó nhà anh em tự chế vô ha. Nó có cái ốc dặn chỗ này nè đó, anh em tự dặn vô, nhả ra anh em dặn vô, khoét lỗ rồi đút vô cái dặn vô, à dây điện cái câu vô điện chim 220 câu đây, rồi ra ra cái ổ ghim để mình xài nè. Một bo như vậy là giá 70.000 anh em. Anh em chú ý xem cái tin tức của mình nha, xem cái mình quảng cáo nha, anh em thấy không? Mua hàng để tặng cho anh em để khuyến mãi chi ăn những anh em mua những đơn hàng có xài. Thì mình đợt trước mình cho dầu nó cũng hết một đợt rồi, dầu cù là thơm để gieo duyên cho những anh em gần xa có xài, cô chú bác xài dầu cù là thơm Thái Lan đó đấy ha, là anh em sức dứt mỏi rất là hay luôn á, rất là hay luôn á, dứt mỏi sức vô rất hay. Bên đây á là dây điện nè anh em, đây dây điện 10m nè, dây điện 5m nha, dây điện 5m này là siêu tải siêu xịn luôn đó, rất là dày luôn anh em đó. Này là quấn lại rồi nè, sáng hôm kia ông lại nhà ông mua hàng đó, quấn lại rồi mà ông không tiền ông lấy thôi, ông nói được sao. Đây là một cộng như vậy, nó có cộng dây chống giãn luôn nha anh em, dây này là dây 5m xịn nhất, dây 5m xịn nhất luôn nha đó. Nó bán kèm thêm mẫu Thái Lan đó, anh em thấy cộng dây không, tải dữ dằn, di động dữ dằn không. Đây nè đó, một cộng như vậy là giá 90.000 anh em, dây sọc nha anh em, chui rất là chất lượng luôn đó. Nó này mình bán kèm theo mấy cổ Thái Lan, anh em mua về anh em bắt anh em xài bằng ủi rồi hoặc là kéo bằng lẩu là hết sảy. Dây rất là mềm mại nha anh em, dây rất là mềm mại, mềm mại. Một cộng 90.000, đây một đống đây nè anh em, đây một đống luôn anh em, dây 5m dây xịn luôn, thấy không? Anh em muốn mua bao nhiêu cũng có nha, cộng 90.000. Còn bên đây á là dây siêu tải, chu siêu tải 6000W. Đầu tiên mình có gỡ ra cho anh em xem rồi, cái chui này á là ở trong nó mà có một cái học để siết hai cái này rồi vô luôn. Cái chui này là 6000W nha anh em, siêu chịu tải 6000W, một cái chui 15.000. Là này là chui đực nha anh em. Còn chui cái cũng giá 15.000 luôn nha, chui cái mình mua vẫn mắc hơn cái chui đực luôn, nhưng mà mình vẫn bán cho anh em giá 15.000 luôn. Nếu anh em mua một đực một cái á, thì 30.000 ha. Anh em mua mấy cái đực mấy cái cái thì anh em nói mình nha, đực cái nha, để không biết ấy à ha. Chui này là siêu tải bao cho anh em xài luôn, rất là bự chất lượng luôn.
anh em ghim mấy cái lỗ nào mà như anh em xài hàng mà anh em mua về, mới đầu anh em mua về mà nó rất là bót, anh em ghim vô cái là còn bót ghim luôn. Anh em ghim lâu ngày nó bị lỏng, anh em mua cái chui này về anh em xài chất lượng luôn ha. Một cái 15 ngàn, được cái gì cũng 15 ngàn hết giá. Còn bên đây á, là dây quạt 2,5 mét nha anh em. Dây quạt hồi nãy mình giới thiệu là 3 mét có 6 ngàn cộng ha, dây quạt 2,5 mét, 9 ngàn cộng ha. Mà còn dây quạt á, là 2,5 mét này đó là 10 ngàn cộng nha anh em. Chui si nha 2,5 mét nha, 10 ngàn cộng, dây tốt hơn dây nãy chút xíu nha. Đó. Còn bên đây á, là công tắc ấm siêu tốc và bộ đế ấm siêu tốc nha anh em. Đây là công tắc nè, anh em muốn lấy bao nhiêu cũng có nè. Công tắc thay ấm siêu tốc ha, một cái 7 ngàn, một chục cái 70 ngàn nha anh em. Một cái như vậy mình cầm trên tay là 7 ngàn nè, thay cho tất cả các loại ấm siêu tốc. Còn bộ đế ấm siêu tốc nó nằm đây một thùng nè, đó, anh em muốn lấy bao nhiêu cũng có nha. Đó, một bộ đế trên đế dưới nè, để thay cho các loại ấm siêu tốc á. Lâu ngày nó bị quéo, bị hư đó, anh em mua về anh em thay vô ha. Bộ gì là 15 ngàn. Một chục bộ là 150 nha anh em. Đó, một bộ gì nè, ba bộ gì là 15 ngàn. Chục bộ 150, còn này một cái như vậy là 7 ngàn. Đó, một chục cái là 70 ngàn. Còn này chục bộ 150 ha. Mua bao nhiêu cũng có. Mình giới thiệu lăng tà lăng hết trơn nha anh em, không có giới thiệu cái nào mà ra cái nào nha. Không có giới thiệu mà cái nào một thứ một, mình giới thiệu tùm lum tà la hết. Anh em xem mà tham khảo mà mua đồ. Ha. Còn bên đây là dây 10 mét nha anh em. Dây 10 mét anh em muốn lấy bao nhiêu cũng có nha. Đó, mình bán ổ điện Thái Lan chứ mình bán dây 10 mét là dây tốt luôn anh em. Dây này nói chung ra anh em kéo ra ngoài anh em xài tất cả các loại đồ chất lượng. Đồng rất là dày nha anh em. Đồng rất là dày nha. Dây này là 10 mét nha anh em. Cái này anh em kéo ra anh em xài máy khoan máy mài đồ là hết sảy nha anh em. Kéo ra ngoài sân anh em xài, vừa xài mà vừa khoan mài mà vừa anh em ghim quạt đồ chất lượng nha. Ghim của nó ghim bự nha. Một cộng như vậy nó dẫn liền 10 mét nè, nó có cái ghim. Đó, anh em mua cái này anh em mua kèm ổ cắm Thái Lan rồi ha. Anh em để anh em xài kéo xài chất lượng luôn. Một cộng như vậy á là giá 120 ngàn nha, 10 mét nha. 10 mét 120 ngàn. Ồ, nấm nắp được từ lưa hột dưa hết trơn. Chung ra hàng mình bán bỏ luôn. Còn cái dây này nè anh em. Dây này mình bán lâu lâu số lượng lớn lắm. Dây này là dây nồi cơm điện nha. Đó. Xé ra cộng cho anh em xem luôn, bấy lâu nay cứ nói hoài mà không có xé ra ha. Anh em gần xa cứ mua cứ nói mình. Đây, con tài anh em. Anh em thay cho nồi cơm điện các loại nha. Ấm siêu tốc hoặc là nồi lẩu điện gì đó, cái gì đó xài mà ba chuỗi tấu như vậy thì anh em cứ mua ha. Một dây dây này là mình kêu dây nồi cơm nha anh em, dây nồi cơm ba chấu, dây nồi cơm ba chấu đó, một cộng như vậy là mét mấy nè, mét 7, mét 8 gì đó, một cộng như vậy là giá 30 ngàn anh em, thông dụng thay cho tất cả các loại đồ ha, siêu sắc thuốc ha, các loại đồ, một cộng 30 ngàn, bao nhiêu cũng có nha anh em, anh em muốn mua bao nhiêu cũng có hết trơn. Còn bên đây để coi, còn dây 4,5 mét này nè, dây 3 mét. Rồi còn keo đa năng anh em, keo đa năng anh em mua bao nhiêu cũng có nha, keo dán đa năng. Mình còn số lượng rất là lớn nha anh em muốn mua nhiêu cũng có nha, tại chỗ để chặt quá mình không có để xuống, nó cả thùng lắm trên kìa. À, cả thùng nè. Thấy không? Cả thùng nè. Đó, một tiếp keo đa năng như vậy là giá 30 ngàn anh em. Một tiếp nó là 60 gram nha anh em. Đó. Anh em dán tất cả các loại đồ, anh em dán rồi anh em cứ đậy nắp lại ha. Đó, anh em dán rồi anh em cứ đậy nắp lại, anh em để đó nửa ra lấy chích ra xài nữa ha. Đây là keo đa năng mình dán nè anh em, cây dán, cây dán gỗ nha, rất là chắc chắn luôn nha anh em. Đó, rất là chắc chắn luôn đó. Mình này là mình dán không có đóng đinh nha. Đó, dán thay thế đinh và công tắc điện nè, công tắc điện nè. Đó, dán vô cứng luôn, dán tất cả các ổ điện giá đỡ ha, hoặc là anh em sọt vô anh em tra các búa vẫn được luôn. Đó, tất cả các loại đồ một tiếp như gì á là nó lớn là cũng bằng chai kem đánh răng của mình luôn nha anh em. Đó, nếu mà nó bằng cái chai kem đánh răng bự của mình đó là nó hơn phân nửa chai kem đánh răng bự của mình đó. 60 gram á anh em, gần 100 gram này.
một tiếp như vậy là giá 30.000 anh em, nhưng mà anh em mua không nó thì anh em mua 3 tiếp lấy lên mình mới gửi nha. Anh em mua từ 3 tiếp lấy lên mình mới gửi, chứ còn anh em mua dưới là mình gửi. Còn anh em mua một tiếp 30.000 nha, anh em khỏi hỏi giá nào nha. Nhưng mà anh em mua chục tiếp á, thì mua 10 tiếp thì khỏi nói, cũng tặng cho anh em thêm một tiếp. Mua 10 ra 11 nha anh em, mua 10 tiếp ra 11 tiếp. Anh em cứ yên tâm đặt hàng đi, lúc nào cũng có. Anh em cứ đặt hàng lúc nào cũng có ha. Còn bên đây là cái dao này, là cái dao ship. Cái dao ship này mình giới thiệu mấy lần rồi cũng có bán được vài cây ha. Dao ship này nó có cái đầu cái vít nè anh em. Đó. Dao ship này bằng sắt toàn bộ nha anh em, bằng sắt toàn bộ nha, chứ không phải bằng mũ nha. Dao ship móc khóa một cây 50.000 anh em, bán chơi thôi chứ cái này không tặng. Tại vì nói chung ra cái điều cấm kỵ của những người ta làm ăn buôn bán á, là không có ai mà theo gì mình đem cái này mình tặng cho anh em đi, nhưng mà mình không tặng được, mình bán. Đó. Điều cấm kỵ là người ta không có tặng dao. Đó. Bất cứ ai cũng vậy, dân không bao giờ tặng dao nghe anh em. Đó, thà mình bán, ai có cái dao này nó bén nha anh em. Có cái lưỡi này bén nha, còn mấy cái kia thì nó không bén không nha anh em, tự về anh em mài anh em dũa gì. Nó có đồ khui bia rồi đầy đủ hết trơn anh em, tiện dụng lắm nha. Đây nè, dao này nói chung ra là chữa cháy rồi được, đi đâu rồi bỏ làm cái móc khóa anh em. Chữa cháy được, khui bia, khui cá mòi rồi được tất cả luôn nha, nó hai đầu khui luôn nha. Một cây như vậy là giá 50.000 nha anh em. Hai đầu khui đó. Rồi có đầu gáy nữa nè, rồi cưa, rồi vít nữa nè, thấy không? Là móc khóa đem theo chữa cháy đồ được ha. À, nó có cái đầu móc khóa nè, 50.000. Rồi kế tiếp á là K3 đi anh em ơi. K3 này 2.5mm nha, một chục giá 80 anh em. Đó K3 quạt. K3 này K3 quạt 2.5mm chục giá 80 nha. Còn K3 này là 1.5mm. 1.5mm này nó mắc nha anh em, 450W nha. Một chục giá 90. Còn này K3 2mm này là một chục giá 70 từ nào giờ ha. Đó, còn gon ba màu này mỗi bịch là 5.000 anh em. Con đỏ, con đen, con trắng, con ba màu. Bịch 5.000 tầm giá. Đó. Còn bên đây á là K3 4mm. K3 4mm nha anh em. Đây K3 4mm. K3 4mm này là một chục giá 120 nha anh em, một cái 12.000 nha. Còn K3 3mm này á, 3mm này là chục giá 100 nha. Anh em muốn mua bao nhiêu cứ nói mình. Có hết. Muốn mua mấy chục cũng có hết nha anh em. Hàng trăm cũng có giao cho anh em nữa, đâu cũng có hết trơn á. Còn cái ổ cái này nãy mình giới thiệu ổ cái nâu á là giá 100.000 chục ha. Ổ cái này cũng bằng đồng nữa nghe, nhưng mà nó mỏng hơn một chút xíu. Đó, nó cũng mỏng hơn chút xíu anh em, bằng đồng nha, vẫn đẹp luôn, mỏng hơn chút xíu. Cái vỏ nó cũng chịu nóng mà không bằng cái thằng kia. Nó không bằng cái thằng kia nghe anh em, nhưng mà giá 80. Thông dụng thay tất cả các loại đồ giá 80.000 một chục nha. Ổ cái trắng thì giá 80 ha. 80.000 chục. Còn bên đây á, là nhông B5 anh em. Nhông B5 này á, là anh em thay cho quạt B4 mình vẫn được bình thường nha. Nó bền hơn nhưng mà nó mắc. Nhông B5 này á, là một cái giá 20.000, chục giá 200. Anh em thay cho quạt treo B4 mình á, quạt treo vách đó ha, là nó xài rất là nhẹ, power rất nhẹ nha. Cái 20.000, chục 200. Còn nhông quạt B4 mình á, loại tốt này á, là một chục 101 nha, cái 11.000. Đó, 11.000 cái. Còn bên đây là bách sắt bắt motor đảo. Bách sắt bắt motor đảo này là một cái 11.000. Một chục là 101 nha anh em. Đó. Nó có giá hết trơn à. Mình bán nào giờ giá nào giá đó anh em ơi. Anh em gần xa, anh em gần xa ủng hộ thôi. Còn bên đây là đầu khè nha anh em. Đầu khè đồng còn nhiều nữa hết rồi đó. Ở dưới nó có đầu khè trắng nữa. Hết trơn luôn rồi đó. Đầu khè đồng này á, là anh em tự quẹt hoặc quẹt nha. Anh em gài vô chai ga. Đó, cái bông này anh em biết là gì. Gài vô chai ga quay qua cái chai ga mini mình á. Ở đây là anh em dặn ba đoạn. Đó, anh em hàng như cái hình này nè anh em. Đó, thấy không? Đó, quẹt hoặc quẹt dặn ga hơi chút xíu. Cái nút này nằm dặn xì ga hơi chút xíu, mình quẹt quẹt. Cái đầu khè này là giá 70. Anh em đốt tất cả các loại đồ. Đầu khè đồng giá 70. Đó, tự quẹt quẹt nha. Còn đầu khè, đầu súng khè này á, súng khè này có IC này á, súng khè trắng này á là loại tốt nha anh em. Một chục giá 100, à, một cây giá 120. Nói dục quen rồi. Đây là đầu đồng nha, trong xứ nha. Chứ không phải đồ tào lao nha, cây giá 120, đầu khè trắng 120. Đó. Còn bên đây là điếu na mini nha anh em. Điếu na gin.
Điếu na là thay cho bếp ga mini á, một điếu gì giá 28 ngàn nha. Điếu gin nha, điếu gin theo bếp nha, chứ không phải là điếu tào lao nha. Điếu tào lao nó rẻ hơn nha anh em. Còn IC bếp ga mini này chục giá 80, cộng giá 8 ngàn. Còn này là ốc kéo quạt nha anh em. Ốc kéo quạt nó có hai loại, một loại ngắn và loại dài nha anh em. Đây loại dài nè, một bịch một chục giá 20 ngàn. Ốc ngắn này cũng bịch chục giá 20 ngàn nha anh em. Ốc gáo nha, ốc gáo quạt. Rồi kế đến tiếp là bên đây là, còn trên đây là máy sạc bình đùm lum nè anh em. Rồi kế tiếp bên đây là điếu hồng ngoại nha anh em. Điếu hồng ngoại bếp ga lớn nha. Điếu hồng ngoại bếp ga lớn nha, hồng ngoại đen tay thỏ. Một điếu như gì là giá 45 ngàn. Anh em mua một điếu gì anh em thay tất cả các loại mấy cái bếp thông dụng nha anh em. Bếp ga kiến, bếp này bếp nọ, bếp inox nữa. Miễn ở nhà anh em mà xài điếu này nè, anh em xài điếu này nè, điếu inox gì anh em mua về anh em thay nó được luôn. Nó thứ một à, là nó thứ cạnh một à. Anh em mua một điếu này á, là giá 45 ngàn, ít ăn ga, mình tặng cho cái bát đó, cái bát để anh em xài lâu ngày một á, anh em về anh em bắt vô ha, anh em bẻ qua gắn vô cái lỗ này nè, gắn vô cái lỗ kẻ này rồi anh em bẻ qua ha. Đó, một điếu 45 ngàn. Tại biết sao không, anh em sẽ ít ăn ga không? Khi mà mình dặn lên hơn nửa ga, nó lửa lên đây nó đỏ, cái này tiếp xúc gần cái đít nồi mình á, là nó mau nóng, mau mau sôi, nên thử cho mình phải bớt ga lại, nó ít ăn ga chỗ đó. Còn bên đây á là điếu đồng, điếu sen đồng nha anh em. Anh em cứ việc mua bao nhiêu cũng có nha, tại mình làm biến lấy hàng đó, mình làm biến lấy hàng để mình để vô đây cho nó đầy đầy cái đồ mình chứa trước nhóc cho nó. Đó, điếu sen đồng này á là một điếu như vậy là, và một miếng sen đồng gì là giá 50 ngàn. Vẫn tặng cho anh em một cái bát luôn nha, một điếu và một sen đồng gì nè, đó. Giá 50 ngàn. Mình tặng cho anh em một cái bát này luôn, đó. Còn cái ổ này á là để thay cho ổ này, ổ đơn nha anh em, mình kêu ổ đơn nha. Để thay cho hai ông này nè, ông này và ông hồng ngoại này nè. Miễn anh em xài ở nhà nó ra có một ngõ này, một ống nó ra như vậy á. Đó, có một ngõ mà ra một ống gì á thì anh em cứ mua về thay y gan luôn. Bếp nào cũng vậy. Đó, một cái ổ như vậy là giá 50 ngàn, mình tặng cho anh em cái miếng gòn ổ luôn, thấy không? Đây miếng gòn đen nè. Đó, vậy anh em để vô đây anh em dặn vô này mấy ha. Còn cái nút ổ đơn này á, nút ổ đơn này là một cái 6 ngàn. Một cái 6 ngàn, chục 60 ngàn, đây nè. Đây là cái ổ nè, anh em thấy không? Ở nhà anh em dở cái bếp lên anh em nhìn thấy vậy là anh em ấy. Về anh em giật ra. Anh em cái nút này anh em thay tất cả các loại bếp ga nha anh em. Nút ổ đơn nha anh em, nút ổ đơn này là một cái là 6 ngàn nha. Đó. Như nút mini này cũng vậy. Nút mini bỏ đâu rồi em biết. Đó, nút mini cũng 6 ngàn. Còn bên đây là cái miếng hâm nồi cơm. Miếng hâm nồi cơm này là một chục giá 90 nha anh em, hâm tốt nha. Đó anh em nhìn thấy không? 220W mà 40W. Đó. Cái miếng hâm này gì là nè, gì là nó vô 220 nè anh em. Đó, nóng 40W nha. Đó, như cây mổ hàng của mình vậy, miếng gì nè. Đó, hai cộng này, hai đầu này vô 220. Vô điện 220 anh em ghim vô là nóng hoài luôn. Một chục giá 90 ngàn. Hâm nồi cơm. Đó. Còn bên đây là anh em nút kéo nha, nút kéo nhông nha. Một chục giá 10 ngàn. Còn bên đây là công tắc bộ 3. Đây là công tắc treo nha anh em, công tắc treo, số treo nè, anh em giật nè, nó có cọng dây nha. Nó có cọng dây và cái nút luôn. Đó, một chục giá 70. Còn công tắc bắp chuối hồi nãy mình giới thiệu đó là nó nè, công tắc đứng nè. Công tắc đứng nha, công tắc số đứng. Đó, công tắc số đứng này là dặn thôi. Là chục cũng giá 70, nó không có cọng dây. Còn công tắc đảo nè, công tắc đảo là để đảo cho cái motor đảo mình đó. Là nó có cọng dây luôn nha anh em, một cái vào cọng dây gì nè là cũng chục giá 70, công tắc bộ 3 này đồng giá 70. Mua lần công tắc đảo này là giá 90 nha anh em. Nhưng tại vì mình đính chính là mình bán nó giá 70. Còn cổ quạt treo. Cổ quạt treo và cổ bàn nè anh em. Đặc biệt chỉ có cổ treo nó mới có cổ đen thôi anh em, cổ bàn không có nha. Cổ treo và cổ bàn đồng giá 70 ngàn chục nha. Đó. Khóa lồng mũ trắng nè, 25 ngàn chục. Tốt. Đó. Bên đây mình còn đâu khoảng 10 cái ổ, 10 cái số dặn sân cô nha anh em. Cái này là hộp số sân cô nha. Hộp số sân cô nha, anh em tranh thủ mua nha. Còn 10 cái, 10, 12 cái gì đó hả? À? Chục cái à. Có cỡ 10 cái, 10. Khoảng 10 cái, 12 cái nữa à. Hộp 20 ngàn anh em, để không thôi anh em mấy là không còn nha.
Còn bên đây là bộ gáo B5 á, thì là nó màu đen anh em. Gáo B4 thì nó màu không nha anh em, đủ màu, màu xanh rồi đủ màu ha. Gáo B5 nó màu đen nè, một bộ gáo B5 như vậy là nó 20.000 nha anh em. Đây gáo bà hoặc B5 thì nó 20.000 bộ nha. Đó. Còn gáo B4 thì nó 15.000. Đó. Còn gáo gáo Senko. Đây gáo Senko. Gáo Senko là nó 25.000 bộ nha anh em. Đây gáo Senko B4 nè. Senko B4 nó mắc cái đầu này nè. Là 25.000 bộ. Còn gáo Senko B5 nó cũng màu đen luôn nha anh em, màu đen luôn, nó cũng 25.000 bộ luôn nha anh em, màu đen giống vậy luôn đó. Còn bên đây bo điều khiển từ xa tiếng Việt nha anh em, 65.000 bộ nha anh em. Một hộp như vậy 65.000. Anh em chế cho các loại quạt treo, hoặc đứng, hoặc bàn điều khiển đồ mót nha anh em. Đó. Một cái bo và cái đầu mót ha. Đó là giá 65.000 nha anh em, chế là anh em điều khiển bằng này luôn, khỏi cần nhấn nút nữa nha anh em. Đó. Anh em chế, anh em để con mắt nó lú lú ra ngoài nha, khoét lỗ, cái lỗ mình thăng treo hay thăng bàn rồi đó, để ra ngoài cái sơ ma đồ nó có chỉ mình gắn nè anh em. Đó, chỉ mình gắn cái quạt nha. Còn ở đây là cái đầu mod của nó, vậy anh em xài anh em để pin vô ha. Đây là bật tốc độ nè, anh em gắn pin vô rồi anh em kim điện rồi anh em bấm mà 1, 2, 3 là nó ha. Đó. Còn ở kế tiếp là thời gian là gầy giờ, còn cái này là lắc là đảo qua đảo lại, đảo con tư đảo điện anh em. Còn cái chữ gió này á, là cái chữ gió này á, là chạy hồi nó yếu hồi nó mạnh là nó đó, chạy mũ đen đó, kêu chạy mũ đen đó. Bo rất tốt nha anh em, 65.000 bộ bo đầu mod tiếng Việt nha. Đó, anh em mua cái nói mình ha. Còn bên đây là máy sạc bình 12V nha anh em, còn một thùng nè để mình không lấy ra. Máy sạc bình 12V này á, là sạc từ bình 4A cho tới 100A. Máy này mình bán rất là chạy nha anh em. Anh em xài có khi anh em mua dùm cho người khác nữa, ở xóm nữa anh em. Người ta xài, ta thấy im quá cái ta mua cho ở xóm anh em, ta xài ta mua dùm nữa. Một cái như vậy là anh em sạc từ bình xe Honda cho tới bình xe tải luôn. Sạc đầy tự động nó ngắt nha anh em. Đó. Về anh em cứ anh em cứ ghim điện vô. À, anh em cứ kẹp đúng cộng trừ là bắt đầu là tự động nó sạc đầy, tự động nó ngắt luôn. Một cái như vậy là 250.000. Anh em mua anh em phải chịu tiền phí ship nha. Tất cả các món đồ ở đây mình bán anh em mua thì anh em phải tự trả tiền phí ship nha, chứ mình không có chịu. Ha. Đâu ra đó đàng hoàng. Còn bên đây mình còn một ít đồng hồ đo nha anh em. Đây để mình lấy. Một ít đồng hồ đo nha anh em. Đồng hồ đo này là 270.000 cái nha anh em. Đồng hồ đo điện nha anh em. Đây để mình lấy cái ra anh em ơi. Cầm hồ nó rớt lắm. Đồ nhiều lắm anh em. Đây nè. Những cây kéo tuốt dây và kìm tuốt dây này 90.000 một cây nha anh em, đồng giá nha. Cái này là kéo tuốt dây cắt kiển nè, gọt kiển luôn, còn kìm tuốt dây nè, cũng có gọt luôn. Đồng giá 90. Kéo cộng lực thì 150, còn kìm cộng lực thì giá 120, kìm cộng lực giá 120 nha anh em. Đồng hồ bự lắm anh em. Cái này cho những anh em, những cô chú nào làm thợ đó là mắt kém á, là xài cái đồng hồ này hết sảy luôn nè. Mình bán mình cứ để vậy ha. Nó trong cái đồng hồ này nó có tặng một cái cặp pin đồng hồ tốt nha, chứ phải đồng hồ mà nói khơi khơi nó bán trên mạng đâu nghe, trăm mấy đâu nghe. Đồng hồ đó mua về đi thấy cảnh này, nó có tặng cặp pin nè ha, về tự tháo ra cũng vô. Thì cái cọng dây, cái cọng dây mát đó, dây đen á, dây đen là về anh em ghim vô cái cọng cơm này. Đây, dây đen á thì anh em ghim vô cọng cơm này ha. Còn cái dây đỏ ghim qua đây ha. Còn anh em đo điện 220 á thì anh em dặn qua 750V ha. Là cái chữ quê có dấu ngã là quê vàng nè. Còn cái điện DC của mình, điện bình mình đó, điện bình mình thì anh em dặn đây nè, dặn 20V ha. Là anh em đo điện bình mình cộng trừ đó. Đó, cái số nó bành ghi nè. Trước khi anh em muốn đo thì anh em tắt thì anh em bấm này lên là nó mở lên, mở nguồn lên, mở cái mặt đồng hồ lên, mặt đồng hồ rất là bự luôn anh em. Đó, chữ rất là bự luôn nha. Còn xài xong mình bấm này tắt ha. Còn dặn lên đây á, dặn lên 20K này, chữ ôm này, ôm là dòng xanh đó anh em, cái chữ ôm nè ha. À, dặn 20K này á là anh em đo ôm là dòng ôm thấp nè. Còn 2K này anh em đo dòng ôm cao. Đó. Cái gì là 270.000, nó có cái vỏ cao su nữa này ha. Vỏ cao su nha. Ở sau này nó có cái kéo ra để dựng đồng hồ cho nó đứng á.
về mình chỉ dặn cái con vít này nè, dỡ dỡ cái cao su ra ngoài, lột cao su ra ngoài rồi dặn con vít này mình kéo ra, kéo ngược ra rồi để pin vô ha. Một cái như gì 250k, 270k nha. Em cô chú nào mà mắt kém kém á, là cứ mua đồng hồ này xài hết sảy. Sửa điện là có cái đồng hồ này được rồi, đồng hồ điện tử này được rồi. Giá 270.000 nha. Có mua thêm đồ thì mua sẵn mua cái này luôn, ủng hộ mình. Đó. Rồi những mặt hàng mình giới thiệu cũng đã xong ha. Thì nó còn những cái món lặt vặt thôi, chẳng hạn như là càng quơ. Càng quơ này là càng B4, càng đảo nha. Càng quay càng đảo đó là càng B4 và càng B5, nó có hai loại à. Càng B4 anh em thay cho B3 được nha, nó thứ một à. Còn càng B5 là chỉ thay cho quạt B5 thôi. Là càng này mỗi một càng là đồng giá 5.000, chục càng là 50.000. Đó, B4, B5 gì cứ nói mình. Còn phe, phe chút, phe cánh quạt nè. Phe cốt nha, một bịch bự cái là 10.000. Còn bông mai kẹp bạc này là một chục giá 15.000. Còn bịch ốc mà ốc 30 con này á, là ốc dẫn mặt nạ với gáo đồ nè, một bịch đó là đồng giá ha, 10.000 bịch nha. Giới thiệu mấy cái này cho hết luôn đi. Ống ngủ canh cốt này là một bịch một chục ha, là 10.000 nha. Còn bên đây là ốc cuồng điện nha, ốc cuồng điện B5. Ốc cuồng điện xài ốc motor đó, ốc dẫn motor á. Đây lấy ra cho anh em xem luôn. Ốc dẫn motor cuồng điện motor quạt B5 á là nó nè. Một bịch gì là 10 con 10.000. Còn bên đây là ốc motor B4 nha, ốc motor B4 12 con là 10.000. Ti cổ nè, ti cổ này một ti 6.000 nha. Ti cổ này là nãy mình nói cái vụ mà ốp bạc đạn đó anh em. Đó là dặn vô cái ốp đó đó. 6.000 chục 60.000. Còn mấy cái dàn vàng này là mấy cái lê quê đóng tường nha, phải nha. Đó. Thì các loại dây điện theo hoặc là bo điều khiển từ xa, keo đa năng. Thì anh em muốn mua cái gì ủng hộ mình ha, keo này mình rất là nhiều nha, mình không có sổ ra. Nói chung ra nó hơi chặt quá đi rồi, để mình thu ship lại mình sổ ra số lượng nhiều ha. Tại vì ba dây điện để tắng cho người dây điện còn nằm trước nhiều lắm anh em. Dây điện rất là nhiều luôn, dây điện 10m. Anh em cứ yên tâm mà đặt hàng nha, ổ thái, ổ đồ ha. Anh em cứ đặt hàng ủng hộ mình ha. Nhưng mà anh em mua đơn 2 triệu lấy lên nha. Từ 2 triệu, đúng 2 triệu lấy lên mình mới tặng nha. 1 triệu 8, 1 triệu 9 mình cũng không tặng nha. Mình chỉ bao phí ship thôi nha, mấy cái này nè. Cái máy đó anh em. Cái máy mình nói nãy giờ nè, cái máy xe thịt nè. Đó. Anh em mua đơn 2 triệu mình tặng nha. Cái này mình không bán nha, anh mua về mình tặng cho anh em chơi vậy chứ mình không bán nha. Anh em chia ra mình cũng không bán nữa nha. Nói đâu ra đó rõ ràng, không có bán. Cái này là mua số lượng tới mười mấy 20 cái đó. Mình đặt tới 30 mấy cái đó nhưng mà nó về có được có mười mấy cái à. Nó chê còng cành quá, nó không bán mình nó gì anh em. Đó. Rồi. Còn cuối cùng nữa là dây năm màu nha. Ngày cái bà tài luôn nó thầm thầm nữa nè. Dây năm màu quạt, dây này 1m 20.000 anh em. Để mình sắp tới mình sẽ về cái nguồn dây này nó sẽ rẻ hơn nha anh em. Đó, rẻ hơn, mình sẽ bán rẻ hơn nha. Bấy lâu nay tại vì mình về cái nguồn nó mắc quá nên anh em thông cảm nha. Chứ mình không có quán mắc nha. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Anh em nào có mua hàng thì đặt hàng ủng hộ mình nhớ nha anh em. Cái số điện thoại mình nằm ở dưới, mình thì ở Long Xuyên An Giang. Nhưng mà anh em cứ gỡ qua, cứ ghi to, chụp gỡ qua Zalo cho mình, cho tên người nhận và số điện thoại. Tên người nhận và số điện thoại ha. Đặng mà thường xài để mình gửi tới chỗ nó điện cho anh em, đặng nó giao hàng. Địa chỉ cho đầy đủ ha. Rồi anh em cứ ghi đơn, anh em chụp gỡ qua cho mình. Hàng mua món gì, bao nhiêu tiêu bao nhiêu, cứ gửi qua cho mình. Rồi chừng nào mình mở qua Zalo vô mình xem á, là mình mới ghi đơn, mình bấm chữ ok là mình ghi đơn cho anh em đó. Anh em cứ bỏ nó đi, không sao đâu. Chừng nào mình mở mình coi đó là biết rồi, chứ mình không dám coi liền. Anh em mà gửi qua cho mình coi liền đó ha, là cái Zalo của anh em á, chiều lúc mất tiêu luôn, chiều mất tiêu luôn, mình không kiếm ra. Nên thử ra nó lạc đơn, mình sợ nó lạc đơn thôi, chứ phải mình không coi anh em. Mình ghi đơn nhiều quá, mình không có nhớ nổi, nên không có, nó lạc đơn, nó chìm mất tiêu luôn. Coi rồi ok rồi, tức là cái nào chưa xem á, nó còn nổi chữ đỏ trong Zalo là nó vậy đó. Vậy rất xịn anh em ơi, thấy không? Rồi, thôi chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn lúc sau nha. Anh em nào mua hàng cứ yên tâm đặt hàng bên mình ha, mình bán là chủ yếu là không cần cái gì chứ, cần cái uy tín là đầu tiên đó anh em.
Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Yên tâm mà đặt hàng.